Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh từ tháng 6 đến nay, gần 1.100 sinh viên các trường cao đẳng đại học trong và ngoài tỉnh đã về 25 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia hoạt động tình nguyện. Trên tinh thần đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để rèn luyện và đi để trưởng thành, các sinh viên tình nguyện đã và đang triển khai nhiều công trình phần việc hữu ích, nhất là chung tay góp phần giúp nhiều địa phương xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Đông Thành là xã vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh bổ sung vào kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Để góp phần giúp địa phương thực hiện đạt mục tiêu đề ra, mấy ngày qua, gần 50 sinh viên trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Tây Đô đã hỗ trợ xã Đông Thành trong tuyến đường qua tại ấp Đông Hòa 2 với chiều dài 2.000 mét. Và để thực hiện tuyến đường 2 km này, tụi em đã về ươm cây và sau đó hỗ trợ xã đoàn để mà thực hiện trồng cây trên đoạn đường này. Tụi em tham gia chiến dịch này thì em thấy rất là vui. Là mình cũng đóng góp công sức của mình để mà góp phần tạo nên cái cảnh quan đẹp hơn cho quê hương mình. Chỗ là xã đoàn có xây dựng kế hoạch tập trung đi thay những cái bóng đèn, sẽ là làm những cái đèn đường. Rồi trong đó thì quan trọng nhất là chỗ em giúp cho chỗ xã là xây dựng được cái tuyến đường qua kiểu mẫu. Phải nói là các em về đây hỗ trợ rất tích cực, góp phần rất quan trọng trong cái xây dựng cái xã kiểu mẫu của Đông Thành. Ngoài tập trung hỗ trợ các xã xây dựng cảnh quan môi trường, sinh viên tình nguyện các trường còn đảm nhận thực hiện nhiều công trình khác. Nổi bật trong số này là thực hiện công trình đường đan mặt đường rộng 2m, chiều dài hơn 1.800m tại ấp Phước Thới, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 706 triệu đồng cùng ngày công lao động, còn lại do người dân địa phương đóng góp. Hôm nay sinh viên được xuống hỗ trợ làm đường đan, bà con rất là phấn khởi. Mấy đứa em xuống đây là rất là nhiệt tình làm trong những công trình này, là rất bà con ta rất là hài lòng, rất là quý mến những đề sinh viên về đây. Người dân đi lại dễ dàng hơn thì cũng cảm thấy là vui, cảm thấy hạnh phúc khi mà mình góp phần giúp ích được cho người dân ở đây. Ủy ban xã không có tiếp nhận lực lượng sinh viên của Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh về để hỗ trợ cho địa phương xây dựng nông thôn mới. Các anh hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là hỗ trợ là trồng bông, trồng hoa, rồi dông gọn cảnh quan môi trường, rồi hỗ trợ mái che cho trường. Rồi bên cạnh đó như là các tuyến đường giao thông, rồi các tuyến đường mà thắp sáng nông thôn. Tính từ đầu chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đến nay, sinh viên tình nguyện các trường đã triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với tổng phúc lợi xã hội gần 3 tỷ đồng. Trong đó, huyện Mang Thít đón gần 340 sinh viên tình nguyện về tham gia chiến dịch tại 9 xã, tạo phúc lợi xã hội 1,5 tỷ đồng. Những công trình phần việc mà các em sinh viên mang đến cho Mang Thít, phải nói là nó mang ý nghĩa rất là lớn, kể cả ý nghĩa về giá trị và ý nghĩa về tinh thần. Các em về mang kinh phí về, mang nhân lực về để đầu tư rồi bàn giao lại cho người dân thụ hưởng bằng những cái tuyến đèn đường và bằng những cái công trình giao thông hay bằng những cái chương trình xây dựng nhà ở, rồi rất nhiều cái công trình phần việc mà phục vụ thiết thực cho đời sống. Và đặc biệt là năm 24 này thì góp phần cho huyện Mang Thít đạt cái lộ trình huyện nông thôn mới. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lực lượng sinh viên tình nguyện các trường đại học và cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã và đang phát huy tốt tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Đây cũng chính là cơ hội để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.